Cô nàng bất lực khi nhìn thấy mẹ cưng bé cuốn bút đồ còn hơn cả con ruột. Chắc ai từng nuôi chó mèo trong nhà thì cũng đều ít nhất trải qua vài lần thấy bố mẹ mình yêu thương các bé hơn cả con ruột của bố mẹ rồi, đúng không? Đã thế còn có một số trường hợp ban đầu cấm không cho mang chó mèo về nhà nữa cơ. Thế mà bây giờ lại cưng tụi nó còn hơn con ruột của bố mẹ nữa. Điển hình cụ thể nhất chính là chiếc clip của bạn Búp đã đăng tải vài ngày qua. Cụ thể nội dung bạn đăng tải bao gồm một bé cuốn poodle ú nu ú nần và một giỏ cua đang được mẹ ruột lột vỏ cho đứa con ruột lắm lông của mẹ ăn. Còn gì buồn hơn nữa, khi ngày đầu mang bé poodle này về đặt tên là Búp, mẹ chửi lên bờ xuống ruộng: nuôi mày chưa đủ mệt hay gì mà còn lôi chó về nhà nữa, rồi lông lá sáng chó tùm lum hết, ai mà chịu nổi. Đúng rồi, ai mà chịu nổi khi mới hôm nào còn nghe mẹ chửi vì con mang nó về nuôi, mà bây giờ mẹ ngồi lột cua cho nó ăn, còn con thì sao? Đứa con gái ruột yêu dấu của mẹ thì sao? Thiệt là quá tuổi thân đi mà. Coi cái thân hình của nó có khác gì con lợn sữa 20kg không cơ chứ? Nhân tiện đây, nhắc các bạn trẻ đang có ý định nuôi chó mèo hãy cân nhắc nhé. Vị trí con ruột của ba mẹ rất dễ bị thay đổi đấy, không phải chuyện đùa đâu. Bây giờ mình phải đi rửa bát cho đứa con ruột lắm lông của mẹ mình đây. Thiệt là khổ quá đi mà. Khuyên mấy bà nha, tôi khuyên mấy bà một câu chân thành. Ai mà nuôi chó đó, ai mà khoái nuôi chó đó, nhìn cho vui thôi, đừng nuôi. Nuôi lặng vậy đó, vậy nè, đó, thấy không? Nhớ hồi lúc mới mua chó về nhà, mẹ nhất quyết đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà. Giờ coi kìa, đây là câu chuyện có thật nha cả nhà. Kia là mẹ mình và con gái cưng của mẹ. Còn người đang quay video này cho các bạn xem là mình nè. Một đứa con ruột rơi xuống vị trí con rơi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi sau khi mình đón con ruột lắm lông của mẹ về nhà để nuôi. Chuyện là mấy tháng trước dịch, rảnh rỗi ở nhà muốn kiếm gì đó làm giết thời gian, thế nên mình đã hí ha hí hửng đi mua một bé chó poodle về. Bé này lông trắng đẹp lắm, mình nhìn phát mê luôn, thế nên tin rằng mẹ ở nhà cũng sẽ thích. Ai dè đâu vừa mang về là mẹ đòi tống cổ hai đứa ra khỏi nhà vì sợ chó rụng lông. Năn nỉ mẹ nuôi vài hôm rồi tìm người khác bán lại con chó. Xong giờ kìa mọi người nhìn đi, mình chỉ biết âm thầm đứng đằng sau nhìn hai mẹ con họ hạnh phúc chụp hình cho nhau. Đúng là tự rước họa vào thân mà. Khuyên mọi người thích nuôi chó thì chỉ nhìn thôi, đừng nuôi nha. Nuôi là mình từ con ruột thành con nuôi luôn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.